dọc khắp những con đường quanh co dẫn vào làng, tiếng đe, tiếng búa thi nhau vang lên chan chát. Từng viên gạch dưới chân cứ thế rung lên theo nhịp đập. Trải qua hàng trăm năm, những con người ở làng Đa Sĩ vẫn nối tiếp truyền thống cha ông, giữ lửa cho làng nghề nổi tiếng và lâu đời tại đồng bằng Bắc Bộ. Ngay từ lúc nhỏ thì tôi đang học thì cũng đã là xác định là sau này sẽ về làm nghề. Thế nên từ đấy là tôi cứ yêu nghề. Đấy mà làm là gọi là cứ nâng cao tay nghề mà chịu khó học hỏi. Thường xuyên vào những cái chỗ trang mạng mà ở nước ngoài đấy người ta rèn, ví dụ như Nhật Bản, thợ rèn Nhật Bản, các thứ là tôi học hỏi. Nhưng mà tôi sẽ đúc kết và áp dụng cái tay nghề đấy là sau này là cứ tay nghề là nó cũng là cao. Hay đặt gì là tôi sẽ đáp ứng được cái việc đấy. Nếu như trước đây người dân Đa Sĩ mất rất nhiều công sức mới làm ra được một sản phẩm, là một nghề vất vả khi quanh năm phải tiếp xúc với hơi than độc hại, nhất là trong những ngày hè oi bức, ngồi bên bếp than rực lửa với tiếng đe, tiếng búa chan chát bên tai. Thì ngày nay, nghề rèn ở Đa Sĩ đỡ vất vả hơn nhiều. Năng suất cũng tăng cao do các hộ làm nghề đầu tư thêm máy móc tự động. Dao kéo làng Đa Sĩ thì là nghề nổi tiếng từ xưa đến nay rồi, mà làm là phải giữ gìn chất lượng để khách hàng dùng sẽ là sắc bền, đảm bảo và mình giữ được nghề lâu dài và truyền cho đời con, đời cháu sau này mãi mãi có cái nghề để ổn định. Nghề rèn này cũng có khó khăn và vất vả với phái nữ. Làm ngày xưa làm thủ công thì nó vất vả, nhưng bây giờ cũng nhờ máy móc thì cũng đỡ vất vả hơn ngày xưa. Mặc dù gặp phải nhiều khó khăn, thế nhưng trải qua hàng trăm năm, nghề rèn Đa Sĩ vẫn được lưu truyền từ đời này sang đời khác, đã và đang mang lại nguồn sống ổn định cho người dân nơi đây. Những bếp than vẫn rực cháy, tiếng búa, tiếng đe vẫn rộn ràng một vùng ngoại thành Hà Nội.